Xin chào các bạn. Cũng có không ít bạn hỏi mình là khi nào thì cho con ấu trùng nó vào cái kén giả kia kìa. Thì hôm nay ở đây mình có một con ấu trùng kẹp kìm đao đang sắp hóa kén rồi, hoặc là hóa bu ba gì đó ha. Giờ mình sẽ bỏ con này ra. Khi các bạn lấy con ấu trùng ra thì nhẹ nhàng một tí ha. Nó cũng đã có một cái kén nó làm á, khá là cứng cáp rồi, nhưng mà muốn đưa vô một tí là ra hết. Cái mát này ra đây, mát xịn đấy. Trước tiên thì để mình nói về cái vụ mà phá cái kén thật của nó để cho nó làm kén giả ra, thì không phải lúc nào mình cũng phải phá ra cho nó làm kén giả hết các bạn. Trường hợp một á, là ví dụ như con ấu trùng của mình nó sắp hóa bu ba mà nó làm cái kén giả để nó chui vô, mà nó làm ngu quá, nó làm không có đạt tiêu chuẩn ví dụ vậy, thì khả năng cái kén giả đó sẽ bị sập ha. Thì mình cho nó ra ngoài, cái kén thật ấy, nó bị sập thì mình cho nó ra ngoài làm kén giả. Còn thứ hai là mình muốn quay phim chụp hình nó, hoặc là quay những cái đoạn mà nó chuẩn bị hóa thì phải lấy ra rồi mới quay được đấy. Nó có hai trường hợp cơ bản là như vậy. Mình đang rơi vào trường hợp thứ hai là bỏ nó ra để quay cho các bạn xem ha. Nhưng mà cái thời điểm bỏ ra rất là quan trọng các bạn. Hết sức lưu ý. Rồi. Úi xài ơi. Nhìn như con nhộng tầm á các bạn ơi. Nó bên tay này. Đấy. Thì cái thời điểm mà để bỏ con ấu trùng ra ngoài cái kén giả kia á các bạn, là khi nào các bạn thấy con ấu trùng nó co người, nó lại da nó nhăn nheo ha. Cái quan trọng nhất là cái chi này nè, sáu chân của nó không còn cử động nữa, thì các bạn hãy bỏ nó ra nằm kén giả. Nếu như mà cái chân này còn cử động á thì cứ kệ nó, một hai bữa nó là nó im. Mà tại vì nếu như chân nó còn cử động, nó bò được là bỏ cái kén giả nó sẽ bò ra, và cái đầu nó cũng còn cử động được như chân, thì nó sẽ cạp cái kén giả te tua tan nát hết các bạn. Như vậy thì kén giả mất tác dụng rồi, nó đâu còn mịn nữa, thì nằm không được, có lại là nó đi lung tung, nó chui tùm lum hết á. Đấy, thì nó như thế này các bạn cứ bỏ ra là được rồi, tầm 1-2 ngày sau là nó hóa kén rồi. Rồi, bỏ nó ra đây. Một cái kén giả mình đã làm sẵn ha. Các bạn thấy thì nó rất là sâu. Cái lỗ tròn mịn nhưng mà nó cũng nhỏ thôi chứ không to. Đấy. Có nghĩa là cái kén giả này á, mình nạo làm sao mà nó vừa với con ấu. Hoặc là mình đã có những kén giả kích thước nó to bé sẵn rồi thì lựa con ấu nào nó vừa thì bỏ vô thôi các bạn. Đấy, làm sao mà nó nằm gọn vô trong cái kén như thế này là được rồi. Dĩ nhiên là cái mút cắm hoa này các bạn phải ngâm nước ha, để có độ ẩm. Không có độ ẩm là đi đi luôn á, không có độ ẩm là không hóa được đâu. Rồi rồi, như thế này thì làm sao để như con này ngoài thì chuột ăn các bạn ơi, chuột ăn kiến bu. Các bạn lại cho vào một cái hộp ha. Ở trong cái hộp này mình cũng có sẵn một con kẹp kìm đao đang đang hóa rồi. Đây. Đó. Sừng hơi ngắn nhưng mà có là ngon rồi các bạn. Đây, các bạn cho vào cái hộp này nữa ha. À. Cái gì là phải tìm làm sao cho có cái hộp nó vừa với cái mút, hoặc là cắt cái mút làm sao cho nó vừa với cái hộp. Đấy. Đừng có nghiêng ha, để cho nó cân cân tí. Rồi.
nắp của cái hút để lên luôn. Nắp này thì không kín đâu hả? Đấy, nó nào đang đó. Rồi. Như vậy có thể nói là gần xong. Tiếp theo đậy cái nắp này lại. Nắp này cũng có lỗ thông hơi ha. Đấy. À, cái này lỗ này nó kín gì không? Rồi, tiếp theo là đậy cái nắp hộp nhựa lại. Dĩ nhiên là nắp hộp cũng phải có lỗ thông hơi các bạn, để cho không khí được trao đổi thì nó mới không có nóng. Nóng là cũng không hóa được đâu. Vì các bạn cứ nghĩ đi, con ấu trùng nó ngoài tự nhiên, nó làm kén ở dưới lòng đất hoặc là ở trong thân cây gỗ thì nhiệt độ nó thấp hơn ngoài như thế này nhiều lắm các bạn. Khi ở trên, nhiều khi thì thời tiết trời ba mấy độ thế nhưng mà ở dưới lòng đất nó rất là lạnh, đó là bình thường. Còn chưa nói tới những cái khu rừng sâu, những cái khu rừng già thì nhiệt độ bên dưới lòng đất còn lạnh nữa, hoặc là bên trong thân cây gỗ còn lạnh nữa. Đấy, thì các bạn cho vào như thế này là xong rồi ha. Như vậy là đã hoàn tất, cứ chờ ngày nó hóa thôi, chờ ngày hóa bọ, lại tiếp tục chờ ngày ạt ti, chờ ngày nó ăn. Chờ ngày ăn xong, cho ăn xong rồi cho phối xong lại tiếp tục chờ ngày đẻ, tiếp tục phát triển, tiếp tục quay quần cái vòng đời ha. Đó, hôm nay thì cũng không có nhiều, chỉ có bấy nhiêu đó muốn chia sẻ với các bạn thôi. Mình nghĩ thì về sau những cái video nó ngắn ngắn và mỗi video nó sẽ là một cái mẹo để nuôi bọ cánh cứng thì các bạn dễ tiếp nhận hơn ha. Ok, nếu như các bạn có thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thêm nữa về vấn đề kén Cuba ấu trùng bọ cánh cứng thì comment bên này em xem dưới video, mình sẽ xem tất cả và trả lời tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.